Hello, xin chào toàn thể anh em nhá. Thì hôm nay em Hưng lại quay trở lại với anh em đây. Thì hôm nay em Hưng lên cho anh em một clip một chú chim siêu VIP anh em nhá. Một chú chim siêu VIP. Chú chim này là chú chim gốc là ở núi đá anh em nhá. Núi đá Lạng Sơn anh em nhá. Đó. Thì chú chim này là một chú chim lân tê mặt quỷ anh em nhá. Đấy, lân tê mặt quỷ họng bò. Đấy. Thì anh em thể ngắm đây. Đấy, chú chim này rất là nhạy bung xòe. Đấy. Và cái nhìn bóng bộ chú chim này đúng là tuyệt vời luôn đúng không anh em? Đấy, anh em thể xem chú chim này bóng bộ rất là đẹp. Đấy. Thì chú chim này năm là được hơn một vụ anh em nhá. Được hơn một vụ rồi. Đó. Thì đây là cái video vừa qua thì là chú chim anh em thể xem đấy là rất là nhạy bung xòe. Đấy, chú chim này rất là hay hăng bung xòe anh em nhá. Đấy. Thì chú chim này thì tuổi lồng còn ít thôi anh em ạ, nhưng mà bản lĩnh thì rất là có. Đấy, bản lĩnh thì có thừa anh em, đúng không anh em? Đấy, anh em phải xem bóng bộ đó. Đấy, bóng bộ rất là khủng luôn. Đấy. Lân tê mặt quỷ. Đấy, bộ rất là dài. Đấy. Cầu cao anh em nhá. Đấy. Con chim anh em tuyển những anh em chim người chuyện tuyển con chim nào cầu cao anh em nhá. Đấy, cầu cao. Ngực ứng đứng nào cũng ưỡn ra. Đấy, ngẩng đầu lên. Đấy, chú chim đấy anh em tuyển những chú chim như vậy anh em nhé. Đấy. Thì anh em có thể xem qua cái bóng bộ của em nó đi. Và thì em sẽ mời anh em là xem video em kẹp chim đấu cho anh em cùng xem. Đấy. Thì anh em nào có nhu cầu muốn tuyển chim cà phê đấu da tốt thì cứ liên hệ em. Đấy, thì đây anh em để xem đây. Đây là em khi em về nhà em đây. Em kẹp với chim. Đấy, chim nhà đây. Đấy, anh em để xem đây. Nó đấu rất là tốt luôn. Đấy. Hai con đều nhạy bung xòe. Đó. Thì chú chim em muốn giới thiệu đến anh em là chú chim áo lông đỏ anh em nhá. Đấy, chú chim áo lông đỏ. Dân nuôi. Đấy. Dân nuôi. Đấy. Thì chiến binh rất là tiềm năng để cho anh em về gột dàn. Đấy, về gột lên thành chiến binh đi dàn, đi cà phê hoặc là chim thi đấu anh em nhá. Đấy. Thì em muốn giao lưu với anh em chú chim này. Với mức phí là 2 triệu đồng anh em nhé. Đấy, 2 triệu đồng. Đấy. Anh em đã sở hữu được rồi. Thì chú chim này em ship gửi xe toàn tỉnh anh em nhé. Anh em có địa chỉ là em gửi cho anh em. Đấy. Thì anh em xem bóng bộ rồi đúng không? Đó, thì chú chim này rất là nóng tính anh em ạ. Chú chim này sục rất là ác. Anh em xem này. Chú chim này sục rất là ác luôn. Đấy. Thì cái mức phí là như vậy là 2 triệu đồng. Đấy là anh em đã sở hữu được một chú chim bộ rất là siêu VIP rồi anh em nhé. Siêu VIP. Lân tê, họng bò. Đấy. Anh em nhìn nước chơi đúng dã man không? Đó. Thì anh em nào quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em số điện thoại để trên hình anh em nhé. Đấy.